Hello, Winnie xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh khám phá và tìm hiểu của Winnie. Thì hiện tại giờ Winnie đang ở một cái chợ Việt Nam, Lucky Supermarket. Thì hôm nay Winnie dẫn cả nhà đi vô cái chợ này để coi thử coi họ có trang trí chợ Tết và bán những cái gì cho Tết Việt Nam mình. Giờ còn có ngày mai nữa, mai là giao thừa rồi, một ngày nữa là Tết rồi. Giờ cả nhà vào trong đi chợ với bên này nha. Xoài lớn á, xoài 4 đồng 5 đồng hai trái, còn này đến 4 đô 3 đô 68 một pound, 2 kg, 2 pound 2 mới là 1 kg nha quý vị. Xoài lớn ngon nhưng mà hơi mắc. Trái cây Tết á, bên này thì kiếm ngũ quả cầu dừa đủ xài như Việt Nam rất là khó, cho nên là trời trời. Năm mươi tám, 13 đô cái chậu cúc này, 13 đô có mấy, có hai và ba bốn cái bông thôi à, mắc quá. Cái này có 6 phân, 6 tấc à. Để coi trái cây Việt Nam. Cốc. À, 21 đồng 54 xu 4 trái cóc. Cóc 20 24 đồng. Ở này trái quýt 3 đồng mấy trái quýt. Được rồi, giá ok. Còn cái này á, là coi nè, 10 đồng trái nhỏ xíu vậy, 10 đồng từ 8 đồng đến 10 11 đồng 4 trái. Xoài xanh nhỏ xíu, xoài thái 15 đồng đến 22 đồng cho một trái nha quý vị. Còn cái này từ 11 đồng đến 16 đồng, từ 10 đồng đến 16 đồng. Cái này nó lớn hơn, nó mắc hơn nè, 16 đồng trái, 21 đồng trái này nè. Trái xoài này 21 đồng, 20 đồng 56 sen. Hôm nay Winnie cũng cập nhật giá cả cho quý vị xem trái cây Việt Nam ở bên nước ngoài nó mắc như thế nào. 21 đồng 16 sen một trái xoài. Đó này. Xoài xanh nhỏ 19 đồng 18 đồng mấy. Sabo che 18 đồng hai trái. Cái này hai trái này 22 đồng 14 sen này quý vị. Hai trái này 22 đồng 14 sen. Mười tám đồng hai trái là mười mấy, 20 đồng, 16 đồng mấy, 15 đồng mấy. Còn chôm chôm nè,
15 đồng. Có cái 18 đồng, 19 đồng. Gần 20 đô á quý vị. Gần 20 đô một cái vị này. Gần 20 đô. Rồi măng cầu nè quý vị. À, 35 36 đô một trái này nha. Thúi nát hết rồi. 36 đô thúi nát hết, không ai dọn dẹp hết. Còn cái này 50 đô nè. 60 đô, 50 đô 66 sen. Qua wow, trời trời trời. Chín là héo rụng thúi hết trơn rồi quý vị ơi. Xài xanh nhỏ. Mấy trái tắc xanh. Mấy trái này 3 đô rưỡi, 3 đô mấy. À còn còn hai trái này. 27 đô. Chín thúi hết rồi. 27 đô. Chôm chôm khoảng 20 đồng một vỉ. Khoảng 20 đô một vỉ á. Dạ, héo hết trơn rồi. Không có ai kiểm tra để mà bỏ bán giá này à, sao mua. Trời ơi. Lời cũng lời vừa vừa. Lời quá luôn. Thì đây là những cái món đồ ăn Việt Nam, trái cây Việt Nam thôi. Tất cả là đó. Còn Winnie chỉ muốn cho quý vị biết là tình hình giá cả đồ ăn, đồ Tết ở ở cái xứ nước ngoài này rất là mắc. Không ngon mà mắc nữa. Không bao giờ bằng Việt Nam với Cali. Cali thì nó ngon nhưng mà cũng không có rẻ đâu. Bây giờ tình hình kinh tế này Cali giờ cũng mắc rồi. Thậm chí nhiều khi còn mắc hơn bên Canada nữa. Một cái bánh tét bên đó 18-20 đô. Bên này có chừng 10-15 đô. 12-15 đô. Đấy, cái giá 12 đô có người ta làm ta bán ở nhà 12-15 đô. Đây là tất cả tình hình bên này. Ở đây là Tết là buồn lắm quý vị. Nó như là cho có vậy thôi, cho đỡ nhớ thôi, chứ còn không có bằng một gốc Việt Nam. Đó. Còn có hai chậu mà 13 đồng chậu. Bên đây chợ, cái này chợ bên bên tàu hôm bữa em có quay cho quý vị coi. Một cây này có 48 đồng thôi mà lớn hơn. Ở đây 58 đồng. Đó. Thì đây là tất cả những hình ảnh về chợ Tết Việt Nam ở thành phố Edmonton, Canada, miền miền Tây Canada. Thôi năm mới cũng chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vui vẻ. Và mong quý vị nhấn vào like, chia sẻ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Winnie tiếp tục là tìm kiếm những cái hay, những cái mới lạ để cho quý vị xem và tìm hiểu. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn quý vị ở video kế tiếp. Đó, vậy thôi đó. Còn những cái kia là những cái cảnh chợ búa thì em đã quay hồi xưa rồi. Hôm nay là chủ yếu là quay về Tết cho quý vị xem thôi. Rồi năm nay dịch thì hội người Việt cũng không có tổ chức gì hết. Cho nên là không có quay được cho quý vị coi. Hy vọng là năm tới sẽ có chương trình cho quý vị coi hội chợ Tết của người Việt ở đây. Rồi quý vị giữ gìn sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Bye bye.